Đây là cái chai pink gel. Đây là một cái loại được chiết xuất từ rễ hoa cây hoàng cầm và hoa hồi, cho nên là nó vừa có tẩy da, tức là nó tẩy trang cái phấn trên mặt của các bạn. Nào, cái bên tẩy cho các bạn coi nào. Tẩy một nửa thôi cho các bạn so sánh. Đó. Đó, tẩy trang ra nè. Các bạn thấy không? Quẹt nhẹ thôi. Chỉ cần quẹt nhẹ thôi. Đó. Thì Kim Anh cho các bạn thấy được là cái tẩy trang này nè, nó làm cho cái da mình sạch. Nè, các bạn thấy không? Kim Anh chỉ có sử dụng cái Soq, cho nên là cái da và cái da thật của mình với là cái da make up á, nó hoàn toàn rất là giống nhau. Bây giờ Kim Anh thử che lại cho các bạn coi nha. Đây là cái mặt make up của Kim Anh và cái mặt không make up nè. Đó, Kim Anh đã tẩy trang hết. Thì bây giờ Kim Anh tẩy xong rồi nè, các bạn thấy không? Cái tẩy trang này rất tốt là sao? Khi mà các bạn tẩy trang xong á, nó sẽ tự động nó là dưỡng da cho các bạn luôn. Nó là một cái loại dưỡng da cho các bạn luôn nhé. Đó,